Trong video này mình muốn so sánh kỹ hơn về cái S Pen của Galaxy Tab và Apple Pencil thế thứ hai trên iPad để xem thử là cây bút nào nó sẽ tốt nhất ở thời điểm hiện tại dành cho tablet nhé. Thật ra nói tốt nhất hay so sánh cái nào tốt hơn thì nó cũng hơi khó một chút xíu, bởi vì hai cái cây bút này nó thuộc hai cái hệ sinh thái khác nhau hoàn toàn hơn. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ nó về chút xíu về cái thông số kỹ thuật của cây bút này mang lại cái trải nghiệm vẽ và viết trên màn hình tablet của iPad và Galaxy Tab nói chung. Thì mình cũng là một người đã sử dụng tablet rất nhiều chứ này, Galaxy Tab mình cũng có sử dụng, có vẽ luôn và iPad cũng vậy. Thì bây giờ mình mới hiểu được rằng là cây bút này nó sẽ có một vài điểm khác biệt với nhau để mà chúng ta có thể so sánh. Đầu tiên nó về độ tương thích đi hơn, thì Apple Pencil thế hệ thứ 2 tương thích với lại những cái chiếc iPad như là iPad Pro nè, iPad Air nè và iPad Mini cũng được luôn. Đó, còn cái cây bút của Galaxy Tab thì nó sẽ phù hợp cho dòng Tab S mà thôi. Ví dụ như những dòng Galaxy Tab A thì chúng ta không hỗ trợ bút được đúng không? Nhưng mà từ cái thế hệ Galaxy Tab S7 trở lên á thì chúng ta sẽ có một cây bút nó như thế này. Nó không thay đổi nhiều về cái công năng và thiết kế của nó. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái cây bút S Pen của Galaxy Tab này dành cho cái màn hình của Galaxy S Ultra chẳng hạn, dành cho điện thoại vẫn được luôn. Và cũng như cái phương thức mà chúng ta kết nối và sạc cây bút này trên cái Galaxy Tab, ví dụ mình đang có ở đây là Galaxy Tab S9 Plus đi hơn, thì nó sẽ hit ở mặt sau. Nếu mà chúng ta kết hợp với lại một cái bộ bàn phím nữa thì nó sẽ hit mặt sau mà nó che đi cái cây bút như thế này. Còn Apple Pencil thì nó sẽ gắn lên cạnh trên của iPad Pro và iPad nói chung. Về thông số kỹ thuật thì cây bút S Pen của Samsung Galaxy Tab thì nó sẽ dựa trên công nghệ Wacom và nó có một cái độ trễ cực kỳ thấp là 2.8 mili giây, coi như là đây là cây bút dành cho tablet có độ trễ thấp nhất ở thời điểm hiện tại ha. Và cái cây bút Apple Pencil của Apple thì mình không thấy rõ về cái con số chính thức về cái độ trễ, nhưng mình có research thử một vài cái website thì họ để là 9 mili giây, cho nên trên lý thuyết rằng là cái cây bút Apple Pencil 2 này nó sẽ có độ trễ thấp hơn một chút xíu thôi, nó tính theo mili giây thôi các bạn, cho nên trên lệch đó không hẳn là nhiều, chúng ta sẽ không thấy được sự trên lệch đó khi mà chúng ta vẽ và viết bằng mắt thường hàng ngày. Còn cái đầu bút của Samsung Galaxy Tab á, thì các bạn thấy rằng nó rất là nhỏ, nó chỉ có 0.7 mm mà thôi. Cho nên là những bạn nào mà thích dạng từ trước đến nay viết và vẽ bằng bút chì kim á, hay là cái đầu bút nhỏ, thì mình nghĩ rằng cây bút S Pen sẽ là một lợi thế. Còn đối với mình ha, cá nhân mình sẽ thích cái đầu bút to của Apple hơn, bởi vì mình thấy rằng là cái đầu bút này nó cho một cái sự tin cậy nhất định. Tuy là nó to hơn nhưng mà chúng ta vẫn căng nét rất là dễ. Còn mình nhận thấy rằng cái đầu bút này của S Pen á, tuy nó nhỏ nhưng mà đôi khi cái việc căng nét á, và cái việc mà cái điểm tiếp xúc của đầu bút và cái nét vẽ bên trong á, nó sẽ hơi lệch nhẹ, cho nên mình cảm thấy chưa thoải mái lắm khi mà vẽ và viết trên cái chiếc bút S Pen này. Ok, qua video vừa rồi thì bạn thấy rằng nếu như chúng ta tua chậm lại thì sẽ thấy rằng cái nét vẽ trên màn hình iPad đối với lại Apple Pencil 2 nó sẽ hơi chậm hơn một chút xíu, tức là đôi khi chúng ta di nét nhanh quá thì cái đường nét nó sẽ theo không kịp cái đầu bút, nhưng mà chỉ khi nào tua chậm mới thấy thôi. Còn cái trên S Pen thì cái nét vẽ nó theo rất nhanh, nhưng mà như mình đã nói, trong những trường hợp mà chúng ta viết và vẽ bình thường thì chúng ta hầu như không nhận ra độ trễ giữa cả hai cái bút này. Cho dù Apple Pencil thì chúng ta vẫn viết và vẽ rất tốt và cả hai đều hỗ trợ lực nhấn rất tốt ha. Cái bút S Pen là hơn 4.000 lực nhấn lận và cả hai đều hỗ trợ nghiêng bút rất tốt luôn. Mình đã giá cao hai chiếc bút này, chỉ tiếc rằng là nó chỉ đang ở hai cái hệ sinh thái khác nhau, cho nên là chúng ta đang nhận định theo hai hệ sinh thái khác nhau mà thôi. Và cuối cùng mình sẽ nói về cái cảm giác cầm nắm đi ha. Thì mình thấy rằng cây bút S Pen của Samsung thì nó mô phỏng, nó giống như cây viết chì ngày xưa mà chúng ta viết và vẽ để tập vẽ vậy á. Nhưng mà mình thích cái đầu, cái kiểu dáng thon và to hơn của Apple Pencil. Mình cầm nắm nó tự tin hơn ha, và coi như bàn tay mình cũng khá là to, và khi mình cầm lên á thì mình có thể vẽ lâu trong một thời gian dài được. Còn trên S Pen thì vì nó nhỏ quá cho nên là đôi khi nó bị mất độ bám, mình sẽ hơi bị trơn tay một chút xíu. Và nó cũng kiểu hơi ngắn á, cho nên là khi mà mình chuyển sang nét, chuyển tay lên thì nó thật sự không thoải mái lắm ha. Nói chung tùy cảm nhận mọi người thôi, đây cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của mình thôi. Và cuối cùng xét lại thì mình nghĩ rằng S Pen sẽ chiến thắng, bởi vì cái bút S Pen này nó rất tốt, nhưng nó được tặng kèm trong hộp của Galaxy Tab khi chúng ta mua.
Còn cái book Apple Pencil thì chúng ta phải bỏ ra hơn 3 triệu đồng để mua riêng. Nếu như các bạn muốn sử dụng cho iPad thì rõ ràng với kinh tế tài chính thì xét về cái đó thì rõ ràng S Pen sẽ là một sự lựa chọn đầu tư rất là hời, đúng không? Rất là ok luôn. Các bạn nghĩ sao? Các bạn đang xài cái book nào và nền tảng nào? Hãy chia sẻ lại cho bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.